Rồi, chào cháu. Dạ, chào chú. Hôm nay chú đi ngang qua chỗ văn phòng đại diện của công ty du lịch Khánh Hoàng á, thì chú thấy có một cái show, cái chương trình là đi Lý Sơn khởi hành vào ngày 25 tháng 4. Dạ. Với giá vé là chỉ có 3.979.000. Dạ. Là một con số đẹp đúng không cháu? Dạ. Là đi 3 ngày 2 đêm. Thì thôi thì để chú cho cái số điện thoại luôn, thì có bà con nào ở trong gần cái khu vực Bình Lộc Long Khánh của mình ha. Dạ. Mà Bình Lộc và Long Khánh ha, biết thì điện thoại và tới ngay điểm này để đăng ký tham quan ha, là điện thoại 0828684527, 0848684527. Như vậy thì mình đăng ký vào cái ngày nào, tới ngày nào cháu? Dạ, tôi Lý Sơn này thì mình đăng ký tới ngày 15 tháng 4 là hết. Là trong ngày 15 hả cháu? Dạ, đến 24 giờ ngày cuối cùng của ngày 15 tháng 4. Ngày 15 tháng 4 là chốt sổ. Như vậy thì ở cái chương trình này thì mình đi như thế nào thì cháu có thể bật mí cho chú biết được không? Dạ, nhân dịp lễ 30 tháng 4 này Khánh Hoàng có ưu đãi là tour Lý Sơn chỉ có 3.979.000 là số đặc biệt. Và đi tour máy bay, khách sạn đặc biệt là khách sạn 4 sao, khách sạn của Lý Sơn. Ăn uống nữa? Ăn uống và cho các dịch vụ của tour Lý Sơn là combo của nó luôn. Combo. Mọi người sẽ không tốn chi phí nào đi theo hết. Là 10 giờ đón ở Bình Lộc hay mấy giờ? Dạ không, chuyến mình sẽ khởi hành đi sân bay là lúc 10 giờ nên là mọi người phải đến sớm của mình trước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Là khoảng 9 giờ là có mặt ở đây. Dạ, ở tại 255 Lê A, Bình Lộc. Dạ. Nhà của ông Mỹ. Dạ, đúng không? Rồi, ok. Dạ, rồi. Thì cái hành trình của mình như thế nào cháu nói cho mọi người biết cháu? Vì là mình đi thời gian là buổi trưa nên là buổi chiều mình sẽ tới Quảng Ngãi. Quảng Ngãi là mình sẽ tham quan thành phố Quảng Ngãi một đêm. Mình nghỉ ngơi ở thành phố Quảng Ngãi. Sau đó là qua ngày thứ hai mình sẽ bắt đầu từ Quảng Ngãi mình đi ra đảo Lý Sơn và tham quan ở tại đó. Đặc biệt là Lý Sơn là có điểm tham quan đó là cổng tàu cò và hang câu là điểm nổi bật nhất ở đây. Hang câu và cổng tàu vò, chú coi hình rồi khỏi đi. Dạ. Rồi. Và đặc biệt là ở trong đó là có cột mốc của đảo Lý Sơn. Cột mốc gì nhau? Cột mốc chân dơ. Vĩ độ. Dạ, đúng rồi, cột mốc vĩ độ. Vĩ tuyến. Rồi, đúng rồi. Mọi người đi tới đó, mọi người có thể check in. Hành trình đẹp ở đó. Hành trình đẹp. Rồi ngoài mình tới đảo Lý Sơn mình có tham quan cái gì nó có bao nhiêu hạng mục để mình tham quan cháu có? Dạ, hạng mục đảo Lý Sơn tổng cộng là tất cả ở trong đất liền là 10 hạng mục rất là lớn. Nó nói chung là giữ vẻ đẹp thiên nhiên, hoàn mới. Không, ý là có nghĩa là mình sẽ được đi 10 điểm. Dạ, 10 trên đảo Lý Sơn. Dạ, trên đảo Lý Sơn. Ngoài ra từ qua ngày thứ 3 là mình sẽ di chuyển từ đảo Lý Sơn qua đảo bé. Hòn đảo rất là đẹp, làn nước trong xanh. Và chắc nó bé lắm hả cháu? Dạ không, nói bé thì cũng không đúng. Tại vì đảo bé nhưng mà có tên gọi khác là đảo An Kỳ. Rồi, tới đảo bé đó rồi mình còn đi đâu nữa không? Dạ, đảo bé đặc biệt là mình được sẽ được lặn ngắm san hô. Dạ, được. Và trong đảo bé thì sẽ có một ba hạng mục ở trong đó, ba địa điểm tham quan trong đó. Khoan, để chú hỏi lại về cái đảo Lý Sơn là mình tham quan những cái gì? Dạ, đảo Lý Sơn đầu tiên là mình tham quan bằng đình làng An Hải, di tích lịch sử quốc gia. Điểm thứ hai là bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải. Điểm thứ ba là giếng nước cổ Xó La. Điểm thứ bốn là âm linh tự và khu mộ gió Hoàng Sa. Điểm thứ năm là chùa Hang. Điểm thứ sáu là cột cờ Lý Sơn. Điểm thứ bảy là hang câu. Điểm thứ tám là chùa Đục. Và điểm thứ chín là hoa giấy đặc biệt là 50 tuổi cổ thụ. Điểm thứ 10 là đường bích họa bờ kè. Và thứ 8 trong đó là có cổng tàu bò. 50 tuổi mà được là cổ. Trời, bữa chú cây 20 tuổi chú chặt đi mất. Trời ơi, rồi cái mà cái chú đâu biết uổng thiệt. Còn cái mà cái in âm linh tự nghe rùng rợn quá cháu. Dạ. Nó có nó cái đó cái gì cháu có biết chưa? Dạ không, âm linh
tự là cái tơ đặc trưng của nó thôi, nhưng mà chỉ là mộ gió của các gọi là điểm tham quan. Nói chung là không hùng rợn đâu, mọi người đừng có sợ. Thì khi mà ngày hôm sau mình đi đảo bé rồi có đảo lớn để đi không? Lý Sơn được quý như mọi người cũng thắc mắc đúng không? Lý Sơn á thì cũng được gọi là đảo lớn. Rồi vậy. Từ đảo lớn nó sẽ di chuyển bằng cano ra đảo bé. Rồi còn đi đâu nữa không? Dạ không. Xong về hả? Dạ, tham quan đảo bé xong rồi mình bắt đầu là trở ngược lại Lý Sơn. Rồi kết thúc hành trình. Là mình lại lên cano. Dạ. Lên tàu cao tốc. Dạ, mình đi rồi sân bay. Mình quay về lại thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Rồi mình lên máy bay mình về lại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mà cái thành phố Quảng Ngãi lớn không cháu? Dạ, thành phố Quảng Ngãi lớn. Tới đó mình có mua được cái thứ mà đường phổi với lại kẹo mạch nha không? Dạ được. Nhiều không? Dạ. Đủ cái đủ hành lý. Quan trọng là có đủ hành lý hay không? Chú nghe nói là ở ngoài đó có một cái thứ nữa, có nghĩa là ở ngoài Lý Sơn nó có cái tỏi cô đơn đó. Dạ đúng rồi, tỏi cô đơn. Tới đó là đi quạnh luôn. Rồi mình thí dụ như cái tỏi đó mình có mua mình mang vô về được không? Dạ được. Mọi người sợ là hành lý là sẽ không được lên máy bay, nhưng mà đặc biệt là sẽ được tỏi Lý Sơn là được lên máy bay như vậy. Vậy hả? Dạ. Và đặc biệt là ngoài đó là có tỏi đen. Rất tốt cho sức khỏe. Nó bắn mắt không? Dạ không. Cháu mua lần nào chưa? Dạ cũng có một lần rồi. Nhưng mà bao nhiêu tiền một cân? Đi rồi nhưng mà không nhớ giá. Vậy hả? Như vậy là ngoài đó mình ra ngoài đó là mình có sao mình có đi tham quan cái vườn tỏi của họ không? Dạ được, nếu mà có thời gian thì trong chương trình là sẽ có dịp đi tới cái vườn tỏi. Vậy hả? Dạ. Mà không biết mùa này họ có trồng tỏi không ta? Dạ mùa này hình như chưa. Hình như chú nhớ là chú có một lần ngày xưa á, là chú nhớ là chú có gặp một người Quảng Ngãi, thì cái ông đó ông nói người ở Lý Sơn, mà người ở đảo Lý Sơn họ nói chuyện rất là tình cảm nha. Dạ, đúng rồi. Rất là hay, thì ông mới nói là ở quê của ông cứ tới cái mùa là sẽ gánh cái cát từ ở dưới biển gánh lên trên cái đồi. Dạ. Xong rồi bắt đầu là đổ lên trên đó, xong rồi bắt đầu trồng tỏi, rồi tới trồng xong mùa tỏi lại gánh cái cát đó mang xuống biển đổ lại. Mà bây giờ thì chắc có lẽ là sau này thì người ta có những cái xe trâu, xe bò đó. Dạ. Rồi người ta kéo xuống, rồi giờ chắc có lẽ dùng máy rồi. Dạ. Đó thì cái tỏi cứ mỗi năm là phải thay cát một lần vậy. Mà bây giờ chú nghĩ là họ sẽ bón phân hóa học vài năm để cho nó ăn hết cái đất, rồi bắt đầu mới tiếp tục gánh, chứ còn có công đâu mà gánh miết, đúng không cháu? Dạ, dạ. Thay đổi công nghệ mới. Công nghệ dạ. mới. Chứ giờ gánh là gãy ba gãy lưng. Rồi, Bình Lộc Long Khánh ha. Bạn nào mà có nhu cầu thì hãy đi tour nè Lý Sơn, khởi hành vào ngày 25, là ngày 15 là hết hạn để đăng ký ha, 2 ngày 3 đêm, giá 3.979.000, hết tháng lương của chú rồi. Rồi điện thoại 0828684527. Rồi cảm ơn cháu nhiều, ngồi chú chụp tấm hình cho nó đẹp đẹp đấy ha. Ở đây tấm hình lấy nè, đó cháu nhìn qua hướng cái bảng coi.